bạn ơi, các bạn có nghe được tiếng chị nói không ạ? Hello các bạn. Hãy comment tên để chị biết là các bạn đang học cùng với chị nhé. Được không nào? Ok, xin chào các em. Với các bạn, đây là lần đầu tiên mà chị phát livestream ở trên fanpage Học Văn Trị Hiên Trung học Cơ sở. Và chị hy vọng rằng là trong buổi tối ngày hôm nay, chị em mình dành thời gian cho nhau và sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu, đi khám phá và trao cho nhau thật nhiều những cái kiến thức bổ ích về chương trình ngữ văn lớp 9, được không nào? Ngày hôm nay thì chị sẽ trọng tâm vào chương trình ngữ văn 9, được không? Ok, chị đã thấy một số bạn lên rồi đây. À, ok, chị xin chào Duyên Phạm, xin chào Nhã Ly, xin chào Công Thịnh, xin chào Trần Khanh, xin chào Nhi, xin chào Linh Lê, xin chào Huyền Anh. Ok, xin chào các em, nhanh chóng share và tag bạn bè mình vào giúp chị nhá, được không nào? Hello các bạn, lên chưa? Đợi mọi người một chút nhé, chị sẽ đợi các bạn ấy khoảng chừng thêm 3 phút nữa cho chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau nhé, được không nào? Ok, xin chào Phương Thảo, xin chào Khánh Linh, xin chào Như Quỳnh, xin chào Minh Trang, xin chào em. Hiện tại đã có khoảng hơn 30 bạn đang xem phần livestream này rồi. Rất là cảm ơn các bạn vì đã dành cái tình cảm rất là nhiều cho Học Văn Trị Hiên. Và ngày hôm nay xin được gửi lời chào đầu tiên tới các bạn trong một cái phần phát trực tiếp đầu tiên cùng với nhau ở trên fanpage này, đúng không nào? Có những bạn nào đang ở trong nhóm học free ạ? Có những bạn nào đang ở trong nhóm học free nhở? Đợi mọi người một chút nha. Ok, 36 bạn rồi. Ok, xin chào Thảo, xin chào em. Xin chào Thảo Vân. Xin chào em. Vào chia sẻ livestream cùng với chị Hiên nào. Ok, xin chào các bạn. Ngày hôm nay rất vui khi mà được gặp các bạn ở trong phần livestream ngày hôm nay. Và như đã hứa cùng với các bạn thì như cái tiêu đề các bạn đã nhìn thấy rồi, chị sẽ cùng với các bạn đi khái quát lại về những cái mảng kiến thức chính trong chương trình ngữ văn lớp 9. Ngày hôm nay thì vì một số những cái điều kiện, thế nên là cái camera ấy không hiểu tại sao nhưng mà không quay được mặt chị. Nhưng mà chị xin hứa là buổi sau chúng mình sẽ gọi là nhìn thấy mặt chị Hiên, được không ạ? Thật ra là các bạn cũng đã nhìn thấy mặt chị rồi, chị nói thật là như vậy. Nhưng mà có một cái vấn đề là ngày hôm nay cái camera nó hơi bị lỗi một chút xíu. Thế nên để buổi sau nhá, buổi sau thì chúng mình sẽ cùng gặp chị Hiên, ok không nào? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau. Các bạn ơi, ngày hôm nay khai giảng thế nào rồi ạ? Nói chung là khai giảng trong một cái tinh thần phấn khởi như thế này thì chị mong rằng là tất cả những bạn học sinh lớp 9 mà năm nay có một cái áp lực rất lớn thi lên lớp 10 thì các em có thể gọi là cởi bỏ được cái áp lực của mình để chúng mình cùng với nhau học thật là lăn xả. Sau đó thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả thật là tốt trong cái kỳ thi lên lớp 10 của chúng mình nhé. Ok không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau luôn, được không ạ? Hiện tại đã có khoảng 50 bạn rồi, rất là tốt. Chị hy vọng là các bạn có thể dành nhiều tình cảm hơn nữa cho chị bằng việc là hãy tag bạn bè của mình vào này. Và hãy nhớ chúng ta có những cái lịch học livestream cùng với chị Hiên thì hy vọng là các bạn có thể đồng hành cùng với chị nhá trong cái chặng đường sắp tới. Ok, xin chào Thu. Chị nhìn thấy các em rồi, xin chào Trà Giang nhá. Sao lại buồn lắm? Hôm nay đi khai giảng mà lại buồn lắm à? Ok, xin chào anh, xin chào em. Rồi, ok các bạn, xin chào các em. Xin chào các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cùng với nhau nha, được không nào? Như chị đã nói cùng với các bạn thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi tổng quan về kiến thức văn 9, được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem là trong năm nay thì
chúng ta phải trải qua những cái phần kiến thức nào, bởi vì đây sẽ là một cái phần rất quan trọng. Cái việc, tức là nếu như mà chị Hiên học cùng với các bạn ấy, thì bao giờ chị cũng sẽ học theo kiểu là chúng ta phải học giống như là cái sơ đồ tư duy, kiểu như là một cái rễ cây ấy. Bao giờ cũng phải nhìn được cái tổng quan trước, sau đó thì chúng mình sẽ đi vào từng cái kiến thức nhỏ, kiến thức nhỏ, kiến thức nhỏ. Bởi vì nếu như học như vậy thì chúng ta sẽ rất là chắc kiến thức. Và điều quan trọng nhất mà chị muốn các bạn có thể hướng tới đó chính là chúng ta sẽ hình thành được cho mình về những cái phản xạ văn học. Đó là điều chị cực kỳ mong muốn. Ok không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhá. Hiện tại đã có khoảng 50 bạn rồi, xịn sò quá. Rất là cảm ơn tình cảm của các em dành cho chị ở trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng là chúng ta sẽ vẫn còn rất nhiều những phần livestream khác nữa, nên các bạn hãy cố gắng nhá, được không ạ? Cố gắng theo chị Hiên trong cái chặng đường này. Ok không nào? Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Tổng quan kiến thức ngữ văn 9. Câu hỏi đầu tiên mà chị muốn đặt cho các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi với nhau bằng những cái câu hỏi, được không ạ? Chưa phải là một buổi giảng bất cứ một cái tác phẩm nào chi tiết hay một phần kiến thức nào chi tiết cả. Chị chỉ muốn là các bạn định hình cho mình cái mục tiêu rõ ràng trong năm nay thôi. Đây là điều mà bản thân chị mong muốn. Thế thì bây giờ cái câu hỏi số 1 chị dành cho các bạn. Đối với những từng câu hỏi thì các bạn có thể trả lời tại đây nhá. Và chị em mình coi như là sẽ chia sẻ cùng với nhau, được không ạ? Các em có yêu thích môn văn không? Các em có yêu thích môn văn không? Và nếu được thì hãy cho chị biết lý do ngắn gọn tại sao mà các bạn lại yêu thích môn văn nhé. Đây là cái câu hỏi đầu tiên chị muốn dành cho các bạn, yên tâm đi ạ. Mọi việc mà chị làm thì đều có mục đích cả, nên các bạn cứ bình tĩnh trả lời. Buổi ngày hôm nay chị tin là các em sẽ học được rất là nhiều thứ bên cạnh cả kiến thức về văn đấy. Rồi, đây là câu hỏi đầu tiên mà chị Hiên muốn dành cho các bạn, được không ạ? Các bạn có yêu thích môn văn không? Và lý do các bạn yêu thích môn văn là gì? Có thể trả lời ngắn gọn cho chị được không? À, có ạ, chị nhìn thấy các bạn rất là hạnh phúc. Tức là khi nói với chị về việc là chị ơi, em rất thích văn. Và chị cảm nhận được cái sự hạnh phúc của các bạn khi mà các bạn nói ra cái điều đó. Ok, xin chào Việt Dũng nhé, xin chào em. Rồi bạn Quỳnh Trang, bạn ấy có nói với chị một câu như thế này. Đó là học văn để được bày tỏ tình cảm của mình trong các bài viết. À, ok. Rồi, đấy cũng là một cái lý do cực kỳ là thuyết phục. Chị nghĩ rằng là ở cái lứa tuổi của các em bây giờ còn khá là nhỏ. Nhưng mà nếu như các bạn đã hình thành được một cái tình cảm đặc biệt như vậy dành cho môn văn thì bản thân chị nghĩ rằng là đó sẽ là một cái điều cực kỳ là tuyệt vời. Bởi vì chị cực kỳ thích làm việc với các bạn yêu thích môn văn. Mà kể cả trong cái quá trình các bạn không có yêu thích môn văn thì cũng không sao hết. Bởi vì đó là lý do và đó là sứ mệnh của chị. Chị ở đây để đồng hành cùng với các bạn, để giúp cho các bạn yêu môn văn hơn. Để rồi một ngày nào đó, khi mà chúng ta tình cờ nhắc về mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải hay nhắc về sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh, thì bản thân chúng ta luôn luôn có một cái niềm xúc động nhất định. Bởi vì quả thực là môn văn là một môn học cực kỳ kỳ diệu, đúng không các em? À, tất nhiên là có, vì văn rất hay ạ. À, văn thực sự rất hay và thú vị. Ok, chị cảm thấy là các bạn ở đây, chị có thể thấy là các bạn cực kỳ là hạnh phúc khi mà nói về cái điều đó, đúng không ạ? Và đó là một niềm vui của chị. Và đó là một cái sự phấn khởi của chị ở trong buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì chị cảm nhận được rõ ràng về cái niềm yêu thích của các em đối với môn học này, được không ạ? Điều đó rất tốt. Chính xác, điều đó rất tốt. Chị vẫn còn nhớ ở trong chương trình ngữ văn lớp 6 có một cái bài thơ mang tên là bài thơ Tiếng Gà Trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh. Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng cá ai nhảy ổ, cục cục tác cục ta, nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Và các em biết không, đó chính là những cái vần thơ mà chị đã cực kỳ là xúc động. Và đó cũng chính là vần thơ đưa chị đến với cái niềm yêu thích môn văn và đặc biệt cực kỳ yêu thích một tác giả. Không biết là các em có còn nhớ là bài Tiếng Gà Trưa của chúng mình là của tác giả nào không ạ? Các bạn có nhớ không ạ? Các bạn ơi, các em có biết bài thơ Tiếng Gà Trưa là của tác giả nào không ạ? Các bạn có nhớ không? À, hồi lớp 6 hay là hồi lớp 7 là chúng mình có học cái bài này. Thế thì bây giờ chị đang muốn hỏi các bạn lớp 8 đến lớp 9, cứ gọi là năm nay là tân sinh viên nhá. À, chị xin lỗi, cứ gọi là tân học sinh lớp 9 đi nhá. Thì là các bạn ơi, bài thơ Tiếng Gà Trưa là của tác giả nào? Các bạn có còn nhớ không ạ? Nào, chị suốt ngày hỏi nhở, yên tâm đi, chị sẽ còn hỏi nhiều lắm các em ạ. Chắc chắn là như vậy. À, chính xác, đó chính là nhà thơ Xuân Quỳnh. Đúng không ạ? Đó chính là nhà thơ Xuân Quỳnh. Và chúng ta biết tới một cái mảng thơ rất là đặc biệt của Xuân Quỳnh. Đó chính là thơ viết cho thiếu nhi.
Sau này nếu như các em vẫn giữ được cái niềm yêu thích văn cho mình á, thì lên chương trình cấp 3 các em sẽ còn được học một cái bài thơ cực kỳ hay nữa của nữ sĩ Xuân Quỳnh, nhà thơ Xuân Quỳnh. Đó chính là bài thơ Sóng. Đây là một bài thơ viết về đề tài tình yêu. Chị cảm thấy rằng là văn học giống như là một cái hành trình cực kỳ tuyệt vời mà chúng ta càng đi thì chúng ta lại càng bị cuốn hút. Và chị hy vọng là các bạn có thể giữ được cái tình yêu đó đối với môn học này. Ngày hôm nay rất hạnh phúc là vì khi mà gặp các bạn ở đây và các bạn nói với chị rằng là ôi em, bọn em thực sự rất là yêu thích môn văn bởi vì đó là môn học cực kỳ hay. Và đó là cái điều mà chị cảm thấy rất vui. Đúng rồi, trong chương trình ngữ văn lớp 7 đúng không? Vừa rồi chị bảo lớp 6 à? Đấy, hơi nhầm một chút xíu đấy. Rồi, ok. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu tiếp nhé. Cái câu hỏi số 2 chị đã biết được rồi. Chị đã biết được tại sao mà các bạn lại yêu thích môn văn rồi. Được không ạ? À? Đấy là điều mà chị cực kỳ quan tâm và chị đã biết là tại sao mà các em lại yêu thích môn văn rồi. À, chị muốn hỏi các bạn là trong chương trình ngữ văn lớp 8. Đây là kiểm tra bài cũ đấy không ạ? À? Các em yêu thích nhất là tác phẩm nào và vì sao? Được không ạ? Trong chương trình ngữ văn lớp 8 thì các bạn yêu thích nhất là tác phẩm nào và vì sao các bạn lại yêu thích tác phẩm đó? Và một lát nữa chị cũng sẽ nói lại với các bạn, chia sẻ với các bạn về cái tác phẩm mà chị yêu thích nhất trong chương trình ngữ văn lớp 8. Giống kiểm tra bài cũ nhỉ? Nhưng mà thực sự là đang kiểm tra bài cũ thật đấy các em ạ. Được không nào? Giống kiểm tra bài cũ nhưng thực sự là chị Hiên đang kiểm tra bài cũ thật của các bạn đấy. Nào, thế nên bây giờ chị đang muốn hỏi các bạn là các em ơi, các bạn yêu thích nhất tác phẩm nào, bài thơ nào, hay là văn bản nào, hay là truyện ngắn nào trong chương trình ngữ văn lớp 8? Nào, hãy cho chị biết nhé. Ngày hôm nay liên tục tương tác với chị nhé. Được không ạ? Vậy nhớ rằng là những cái bạn mà tương tác nhiều ấy thì chúng mình sẽ nhận được quà, đó chính là tài liệu. À rồi, trích đoạn Trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng đúng không? Rồi ok, đấy chỉ là một cái trích đoạn thôi. Trích đoạn Trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng nói về tình mẫu tử đúng không nào? À, Tắt đèn, chúng ta có một cái trích đoạn đó chính là Tức nước vỡ bờ đúng không? Tắt đèn của Ngô Tất Tố, chính xác. Đây là một cái chuyện ngắn cực kỳ nổi tiếng, nói về cái gì nhỉ? À, nói về hình ảnh của người nông dân trước cách mạng. Họ bị xã hội phong kiến, họ bị thực dân đàn áp ra sao, họ phải sống cái cuộc sống cực khổ như thế nào. À, Tức nước vỡ bờ và Lão Hạc đúng không? À, Thích chỉ là thích thôi à? Ok, à, chúng ta thấy rằng là rõ ràng là đến chương trình ngữ văn lớp 8 thì chúng ta đã được học rất là nhiều những cái tầm tác phẩm gần gũi với đời sống rồi. Ok, rất là nhiều bạn đưa cho chị câu trả lời đó chính là Lão Hạc. Rồi, Cậu Vàng đúng không? Lão Hạc và Cậu Vàng, và rất là nhiều bạn thích Tức nước vỡ bờ. Rồi, cũng rất là nhiều bạn thích bài thơ quê hương nữa. Bản thân chị nghĩ rằng là mỗi cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 8 mà các em yêu thích ý, thì à, Chiếc lá cuối cùng của O. Henry đúng không nào? Chính xác, đây cũng là một cái tác phẩm cực kỳ hay. Nếu như có điều kiện thì các bạn có thể mua cái cuốn sách về cả một cái tập truyện của O. Henry về đọc, bởi vì chị cảm thấy là truyện ngắn của O. Henry, truyện của O. Henry cực kỳ là hấp dẫn luôn. Được không ạ? Các bạn nếu như mà có thể nhá. Ok chưa nào? À, Lão Hạc, à, Tức cảnh Bác Bó. Rồi, rất là nhiều những cái bài tác phẩm văn bản mà các bạn đã đưa ra ở đây cho chị. Đối với bản thân của chị, nếu như hỏi chị Hiên ấn tượng nhất về một tác phẩm nào, thì bản thân chị thấy rằng là mỗi tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 8 thì đều để lại cho chị những cái ấn tượng cực kỳ là riêng. Thế nhưng mà chị rất yêu thích bài thơ Quê Hương của nhà thơ Tế Hanh. Chị rất thích bài này. Có thể là bởi vì là chị là một cái người mà rất là hay bị xúc động bởi những cái tình cảm dành cho quê hương và dành cho đất nước. Chị vẫn còn nhớ là nhà văn người Nga Elena Erembo từng viết như thế này: lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cò thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Và tất cả những cái điều bình thường như vậy đã trở thành tình yêu tổ quốc và tình yêu đất nước. Và đối với bản thân của chị ấy, thì những cái ấn tượng về việc là quê hương là gì hờ mẹ mà cô giáo dạy phải yêu, quê hương là gì hờ mẹ ai đi xa cũng nhớ nhiều, là những cái ký ức không thể nào phai mờ trong tâm trí. Có lẽ cũng vì thế mà bản thân chị dành rất nhiều tình cảm cho quê hương của Tế Hanh, là một quê hương làng trái lưới này, với hình ảnh của những con người lao động,
và bản thân chị thì cảm thấy rằng là những cái tình cảm đó là những cái tình cảm rất tốt đẹp mà chúng ta cần phải trân quý trong cuộc đời. Lên chương trình ngữ văn lớp 9, các bạn cũng sẽ được học một cái bài thơ cực kỳ là hay của nhà thơ Bằng Việt mang tên là bài thơ Bếp Lửa. Đây cũng là bài thơ hồi tưởng lại về những cái ký ức tuổi thơ ở quê hương bên người bà thân yêu của mình. Và chị tin rằng là bài thơ Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt trong chương trình ngữ văn lớp 9 cũng sẽ để lại trong các em rất nhiều những ấn tượng đấy. Thì đây chính là cái tác phẩm mà chị cảm thấy là chị tâm đắc nhất với những cái lời thơ của Tế Hanh, được không ạ? Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ đấy, được không nào? Rồi, rất là nhiều bạn thì đều thích tác phẩm này ở đó, đúng không ạ? Chị em mình đã có những cái sự tương đồng, đúng không nào? Chị em mình đã có những cái sự tương đồng từ nhau như vậy rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần chính nhá. Chỉ cần với hai cái câu hỏi như vậy thôi thì chị đã biết được rằng là tất cả những cái bạn mà đang xem phần livestream của chị ngày hôm nay ấy thì đều là những cái bạn cực kỳ là yêu thích môn văn. Thế nên việc yêu thích là một chuyện, còn việc mà chúng ta cần phải chăm chỉ và kiên trì để học môn văn thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Và ngày hôm nay, ở trong cái phần tổng quan kiến thức này, chúng ta sẽ cùng nhau đi lượt lại về cái kiến thức văn học trong chương trình ngữ văn lớp 9. Và cụ thể, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về gì ạ? Về các cái văn bản trước nhá các em nhá. Phần văn học trước nhá. Ok không nào? Ok, xin chào Bảo Duy, xin chào em. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem là trong năm nay thì chúng ta sẽ phải học những cái văn bản gì, được không ạ? Phần văn bản ở trên lớp ấy thì các em đã học được những văn bản nào rồi? Các bạn ở trên lớp thì các bạn đã học được những văn bản nào rồi? Chị sẽ chia nhỏ ra nhá, thành các thể loại để các bạn sẽ dễ theo dõi, được không nào? Chị sẽ chia nhỏ ra thành những cái phần gọi là nhỏ riêng, đặc trưng riêng để các bạn sẽ dễ lưu ý nhá. Trước tiên sẽ là truyện Trung Đại Việt Nam. Truyện Trung Đại Việt Nam. Ok không ạ? Trước tiên sẽ là truyện Trung Đại Việt Nam. Các bạn ơi, ở truyện Trung Đại Việt Nam thì các bạn đã học những cái tác phẩm gì rồi ạ? Hôm vừa rồi thì ở trong cái group học free dành cho các bạn 2K6 ấy, đúng không ạ? Thì chị đã thấy là có rất là nhiều bạn đã vào học cùng với chị Quỳnh ở trong cái tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương rồi, đúng không ạ? Của tác giả Nguyễn Dữ ấy, các bạn có nhớ không? Đấy, thế thì đó cũng chính là cái tác phẩm đầu tiên mà chúng ta sẽ học, số 1 ạ. Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Ok không nào? Số 2 mà chúng ta sẽ học. Rồi, thứ hai này trường em sẽ học à? Ok. Rồi, Chuyện Người Con Gái Nam Xương rồi. Tiếp tục nhé. Cái văn bản số 2 mà chúng ta sẽ học đó chính là Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh. Không biết các bạn có nhớ không ạ? Có biết không ạ? Đã đọc qua chưa? Các bạn đã đọc qua hết chưa? Của tác giả Phạm Đình Hổ đấy, các bạn có biết không ạ? Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh. Các bạn có biết không nhỉ? Đã đọc qua chưa nhỉ? Phải bỏ sách giáo khoa ra nhá. Bỏ sách giáo khoa ra và xem cùng với chị luôn này, được không nào? Rồi, tiếp theo nhá, đó chính là Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Ồ, sao thế nhỉ? Đợi chị chút xíu nhá. Tự nhiên lại không viết được sao? Đây rồi. Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đây sẽ là văn bản số 3, được không ạ? Tiếp tục này. Chính xác, chúng ta sẽ học Chuyện Kiều của Nguyễn Du. Chúng ta sẽ học về tác giả Nguyễn Du này. Học về một số trích đoạn trong Chuyện Kiều của Nguyễn Du này. Và cụ thể ấy, là chúng ta có những cái trích đoạn nào các bạn có biết không ạ? Đó chính là Chị Em Thúy Kiều, Cảnh Ngày Xuân. Cảnh Ngày Xuân. Kiều Ở Lầu Ngưng Bích. Các bạn có nhớ không ạ? Các em ơi, có nhớ không?
À, không phải là có nhớ không mà các bạn đã xem qua chưa? Đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân, Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần, mỗi người một vẻ mười phân vẻ mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang. Hoa được không ạ? Hoa cười ngọc thốt đoan trang. Được không nào? À chính xác, Mã Giám Sinh mua Kiều và Thúy Kiều báo ân báo oán. Mã Giám Sinh mua Kiều và Thúy Kiều báo ân báo oán. Rồi, đó chính là những cái trích đoạn mà chúng ta học ở trong truyện Kiều. Ở đây chị đang khái quát tất cả những cái vấn đề mà các bạn cần phải tìm hiểu đó nhé. Nên là các bạn lưu ý giúp chị nha, được không nào? Rồi, tiếp tục nhé. Chúng ta có thêm một cái phần nữa, một cái tác phẩm nữa trong truyện Trung Đại Việt Nam. Đó chính là truyện Lục Vân Tiên và các trích đoạn. Truyện Lục Vân Tiên. Và cụ thể ở đây chúng ta có những cái trích đoạn nào ở trong Lục Vân Tiên ạ? Các bạn? Các bạn? À chính xác, truyện Kiều siêu hay luôn. Yên tâm là chị sẽ đi cùng với các bạn ở trong cái hành trình mà các bạn tìm hiểu với các cái tác phẩm. Yên tâm là như vậy. Chúng ta có hai cái trích đoạn, đó chính là Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Và gì nhỉ? Và Lục Vân Tiên gặp nạn. Nhớ không ạ? Xem qua chưa ạ? Rồi nhá. Chính xác. Đây là một trong số những cái tác phẩm cực kỳ tiêu biểu của tác giả Nguyễn Đình Chiểu, đúng không ạ? Rồi, tác giả Nguyễn Đình Chiểu đấy. Ông Đỗ Tú Tài năm 21 tuổi nhưng mà sau thì lại bị mù, đúng không ạ? Nhưng mà không đầu hàng số phận thì ông đã dạy học và đào tạo ra nhân tài, bốc thuốc cứu dân, viết văn và di dưỡng đạo lý cho đời và khích lệ tinh thần chống giặc ngoại xâm của nhân dân, tham gia bàn bạc kế sách chống giặc Pháp với các nghĩa quân. Và khi mà cả Nam Kỳ rơi vào tay giặc thì ông vẫn là người nêu cao cái tinh thần bất khuất trước mọi sự mua chuộc đe dọa của kẻ thù, giữ lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân cho đến lúc qua đời. Và ông chính là một trong những tấm gương nghị lực kiên cường, là lá cờ đầu của văn thơ yêu nước Nam Bộ giai đoạn cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Không biết là các bạn đã tìm hiểu về các cái tác giả của những tác phẩm này hay là chưa, nhưng mà bản thân chị cảm thấy rằng là đó là một trong số những cái điều mà cực kỳ quan trọng mà các bạn phải hết sức lưu tâm giúp cho chị. Ok chưa nào? Nhá, lưu ý giúp chị. Đó, đấy là về hoàn toàn tất cả những cái chuyện trung đại mà chúng ta cần phải tìm hiểu cùng với nhau ở trong chương trình ngữ văn lớp 9. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái bảng tiếp theo, đó chính là chuyện hiện đại Việt Nam. Hãy bỏ sách giáo khoa ra gạch vào, được không ạ? Và hãy lưu ý giúp chị là chúng ta cần phải biết tổng quan chúng ta phải học cái gì thì chúng ta mới học tốt được. Nên là các bạn hết sức lưu ý cùng với chị. Ok chưa ạ? Đây là chuyện Trung Đại Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyện hiện đại Việt Nam nhé. Chuyện hiện đại Việt Nam. Sau 1945, sau cách mạng tháng 8 đấy, đúng không ạ? Các bạn ơi, trong cái quá trình các bạn học ngữ văn đấy, các em đã bao giờ ngồi vào phân kỳ lịch sử văn học chưa ạ? Các bạn có hiểu cái phân kỳ lịch sử văn học là gì không ạ? Chị đang muốn đặt cái câu hỏi này cho các bạn. Các em ơi, các bạn có biết phân kỳ lịch sử trong văn học là gì không? Mặc dù là các em còn nhỏ nhưng mà bản thân chị cảm thấy rằng là những cái này là những cái mà các bạn cần phải biết để các bạn học văn. Ok không ạ? Thế các bạn có biết là phân kỳ lịch sử trong văn học là gì không ạ? Các bạn có biết không? Chị hỏi các bạn gọi là mầm non nhí của chị Hiên đây, gọi lớp 9 là mầm non nhí đây, là các em có biết phân kỳ lịch sử trong văn học không? Đây này, chị đang chia ở đây là chị chia theo phân kỳ lịch sử văn học và đang chia theo thể loại đấy ạ. Một lát nữa chúng ta còn có thơ hiện đại Việt Nam nữa, và có cả thơ nước ngoài nữa, có cả chuyện nước ngoài nữa. Nói chung là trong chương trình ngữ văn lớp 9 này thì chúng ta phải học khá là nhiều các cái văn bản, nhưng mà chị nghĩ là nó không khó đâu. Thực sự là không khó đối với các bạn, nếu như mà các bạn cảm thấy là mình chăm chỉ học thì không hề khó một chút nào. Được không ạ? Nhá. Thế thì ở đây chị đang muốn hỏi các bạn là đã bao giờ các em tìm hiểu về phân kỳ lịch sử trong văn học chưa? Bởi vì đây là điều mà chị cực kỳ là quan tâm trong cái quá trình mà các bạn học văn học, học môn văn. Các em biết cái đó không ạ? Các bạn có biết cái đó không?
Phân treo thời à, tức là như thế này, chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng là văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm và tâm điểm chính là con người. Nhà văn Nguyễn Minh Châu, nhà văn của tác phẩm Bến Quê mà trong chương trình ngữ văn lớp 9 các bạn sẽ học, chính là nhà văn tâm niệm về điều đó, và bản thân chị cũng cảm thấy là điều đó rất đúng. Thực tế của văn học, thực chất của văn học chính là những cái chất liệu được lấy từ cuộc đời. Và thực tế của văn học mà chúng ta có thể nhìn nhận đó chính là gì ạ? Tất cả những cái gì đời thường nhất. Thế nên văn học đã thực hiện rất tốt cái sứ mệnh của mình là ghi lại những cái bước đường lịch sử đã đi qua. Chúng ta tìm hiểu về một tác phẩm không đơn thuần là chúng ta tìm hiểu về, không đơn thuần là chúng ta chỉ tìm hiểu về một nhân vật, tìm hiểu về một câu chuyện, mà chúng ta tìm hiểu về một tác phẩm là chúng ta tìm hiểu cả về một cái thời kỳ, được không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng văn học Việt Nam hiện đại là cái thời điểm mà chúng ta sẽ tính từ năm 1900 đổ lên, được không nào? Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta sẽ lấy cái gì ạ? À, chúng ta sẽ lấy cái mốc 1945 làm mốc. Từ 45 cho đến 54 sẽ là giai đoạn của thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Từ 45, từ 54 cho đến 75 sẽ là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Và từ 45 trở về trước là thời kỳ trước cách mạng tháng 8. Thế thì tất nhiên là auto cái phần sau sẽ là gì ạ? Sau cách mạng tháng 8 rồi. Nếu như mà các bạn cần cái phần này ấy, à nếu như các bạn cần cái phần này thì chị có thể vẽ một cái sơ đồ để các bạn có thể theo dõi dễ hơn, được không ạ? Nếu như các bạn cần một cái sơ đồ thì có thể chị sẽ vẽ lại và up lên để cho các bạn theo dõi, thì chị nghĩ là nó sẽ dễ hơn là cái việc chị nói. Ok không nào? Nhá. Thì chúng ta có thể thấy rằng là như chị thường nói với các bạn ấy, rằng là mỗi cái thời kỳ lịch sử của văn học thì nó lại có một cái vai trò, nó lại có những cái đặc điểm bối cảnh xã hội cực kỳ riêng. Thế thì ở đây chị đang muốn nói với các bạn chuyện hiện đại Việt Nam sau năm 1945. Tức là cái thời điểm này là cái thời điểm chúng ta đã thực hiện thành công cách mạng tháng 8 rồi, đúng không ạ? Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hội Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đúng không nào? Và đó cũng là cái thời điểm mà người Việt Nam cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, bởi vì sau biết bao nhiêu năm là nô lệ thì bây giờ chúng ta đã có được một cái đất nước độc lập của riêng mình. Thế nên là chúng ta thấy rằng sau năm 1945, cái bối cảnh hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, những cái sự kiện trọng đại liên tục diễn ra, và chúng ta thấy rằng là đây là cái thời điểm mà những nhà văn, nhà thơ, những người nghệ sĩ họ chú trọng cái ngòi bút của mình viết về cách mạng, ca ngợi Đảng, ca ngợi cách mạng, ca ngợi Bác Hồ, viết về hình ảnh những người lính. Và đây là cái thời điểm mà cả nước chúng ta đang sục sôi trong cái thời kỳ, bởi vì là Pháp nó quay lại, nó đánh chiếm nước ta, nó đô hộ nước ta, và đây là cái thời kỳ mà chúng ta đang phải kháng chiến thực dân Pháp. Đó là lý do tại sao mà những cái tác phẩm như là Làng, Lặng Lẽ Sapa, Chiếc Lược Ngà, Bến Quê hay là Những Ngôi Sao Xa Xôi đều là những cái tác phẩm hướng về cách mạng, hướng về đất nước, hướng về cái tình yêu dành cho tổ quốc, cho quê hương. Được không ạ? Các bạn lưu ý giúp cho chị cái này nhá. Được không? Các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị cái này. Thế thì ở đây chị muốn nói với các bạn là chuyện hiện đại Việt Nam sau năm 1945 bao gồm những cái tác phẩm các bạn được học như sau ạ. Thứ nhất, đó là chuyện ngắn rất nổi tiếng của nhà văn Kim Lân, một nhà văn mà theo như là nhà văn Nguyên Hồng, người bạn cùng thời với nhà văn Kim Lân, từng phán về người đồng nghiệp của mình rằng là Kim Lân là nhà văn nguyện một đời đi, nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Và quả thực là như vậy, trong chuyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân, chúng ta cũng thấy tiêu biểu ở trong đó, nổi bật ở trong đó là hình ảnh của người nông dân, được không ạ? Người nông dân trước cách mạng, đúng không nào? À chị xin lỗi, người nông dân gì ạ? À người nông dân. Đây chúng ta có chuyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân, hình ảnh người nông dân đây ạ. Được không nào? Chuyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Ok chưa ạ? Tiếp tục. Số 2, đó là tác phẩm Lặng Lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Cũng tiếp tục là hình ảnh của con người lao động trong kháng chiến, đúng không ạ? Tiếp tục là hình ảnh của con người lao động trong kháng chiến. Ok chưa nào? Với hình ảnh của một anh thanh niên ở trên đỉnh núi Yên Sơn ấy, một mình ở trên đỉnh núi Yên Sơn ấy, lúc nào cũng gọi là làm ở trên với cái công việc là đo khí tượng, đúng không ạ? Để báo về. Và anh ấy cũng chính là một trong những người mà rất, tức là bản thân anh ấy là một người cực kỳ thèm người, nhưng mà bản thân anh ấy hiểu được cái sứ mệnh của mình. Và anh ấy thường tâm sự rằng là nhiều người hỏi rằng là không sợ cô đơn à các thứ, thì anh ấy nói rằng là anh ấy với công việc là một đôi rồi, thì là người bạn đồng hành rồi, là một đôi rồi, thì tại sao lại gọi là một mình được. Và đây là một trong những cái tấm gương sáng về người trẻ trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ok không nào? Rồi tiếp tục nhá, đó là Lặng Lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Chúng ta có tác phẩm số 3, văn bản số 3, đó chính là tác phẩm Chiếc Lược Ngà.
của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đây là một trong số những cái tác phẩm cực kỳ đặc biệt, bởi vì đây là tác phẩm viết về tình phụ tử, tình cha con, được không ạ? Đây là tác phẩm viết về tình phụ tử, viết về tình cha con. Thật ra là chúng ta đã có rất là nhiều những cái tác phẩm viết về tình mẫu tử rồi, đúng không ạ? Hay là ngay cả trong chương trình ngữ văn lớp 9 thì chúng ta cũng có bài thơ mang tên là bài thơ Con Cò của nhà thơ Chế Lan Viên, cũng là một cái bài thơ viết về tình mẫu tử. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con, được không ạ? Và chúng ta thấy rằng là đây là một cái tác phẩm viết về một cái đề tài mà chị nghĩ là người ta khá là ít viết. Thế nên có thể là vì ít viết và Nguyễn Quang Sáng đã làm rất là thành công truyện ngắn này, để cho người đọc có cái cảm giác là trong cái khoảnh khắc chia tay của bé Thu và người cha của mình ấy, có thể bật khóc ngay lên được. Bởi vì là cái khung cảnh đó, cái phút giây đó quá là xúc động. Thế thì nó xúc động như thế nào ấy, thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu chi tiết cùng với chị trong những cái bài giảng tiếp theo của chị Kem nhá. Được không ạ? Tạm thời biết đến thế thôi nhờ. Rồi, câu chuyện số 4 đó chính là truyện ngắn Bến Quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Được không nào? Bến Quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu, với nhân vật Nhĩ đấy, được không ạ? Và đây là một cái câu chuyện để cho chúng ta nhìn nhận rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Minh Châu đã đưa đến một cái thông điệp, đó là con người ta thì thường mơ về những cái nơi xa vời, nhưng mà có những cái thời điểm thì như thế nào ạ? Những cái nơi gần gũi nhất với chúng ta thì chúng ta lại chưa bao giờ đặt chân tới. Và con người ta sống trong cuộc đời này rất nhiều khi rất là khó để có thể thoát được những cái đường vòng vèo trùng trình của cuộc sống. Và những cái thông điệp đó được chia sẻ qua cái cốt truyện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu trong cái truyện ngắn Bến Quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu các em nhá. Rồi, thêm một cái truyện ngắn Việt Nam hiện đại nữa mà chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu trong chương trình ngữ văn lớp 9, đó chính là Những Ngôi Sao Xa Xôi của nhà văn Lê Minh Khuê, được không ạ? Những Ngôi Sao Xa Xôi. Ở trong cái bài học này cùng với chị sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc. Chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu để quay trở lại những cái năm tháng bom rơi đạn nổ, những cái năm tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ gian khổ diễn ra vô cùng ác liệt. Thế nhưng ở trong thời điểm đó, chúng ta vẫn nhìn thấy những con người anh hùng, những cá nhân anh hùng, những tập thể anh hùng. Họ hiểu được sứ mệnh của mình, rằng chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Và đối với bản thân của họ thì có lẽ là ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ, như cha, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một cái câu chuyện viết về những cô gái trẻ, được không ạ? Viết về những cô gái trẻ để xem là những người trẻ mà ở trong cái giai đoạn bom rơi đạn nổ vô cùng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, họ đã sống như thế nào? Họ đã mang theo lý tưởng ra sao? Để sau này thế hệ chúng ta bây giờ đang sống trên gì ạ? Đang sống trên một cái mảnh đất yên bình. Và tất cả những cái gì chúng ta đang có bây giờ là sự hy sinh của thế hệ cha ông đã đi trước, được không ạ? Hãy nhớ nhá, lưu ý giúp chị, được không nào? Rồi, đây là truyện hiện đại Việt Nam sau 1945, được không ạ? Chúng ta có những cái tác phẩm truyện nước ngoài bao gồm như là Robinson Ngoài Đảo Hoang này, Bố Của Simon này, Con Chó Bốc này, Cố Hương này và Những Đứa Trẻ, thì chị sẽ không đề cập đến với các bạn ở phần này nữa, mà bây giờ chị sẽ chuyển luôn cùng với các bạn sang một cái phần cũng khá là quan trọng, đó chính là thơ hiện đại Việt Nam sau 1945, được không ạ? Thơ hiện đại Việt Nam sau 1945, được không nào? Thơ hiện đại Việt Nam sau 1945, được chưa ạ? Bài thơ đầu tiên chị muốn nhắc với các bạn mà trong chương trình ngữ văn lớp 9 chúng ta sẽ cùng với nhau học, đó chính là bài thơ Tôi Với Anh Biết Từng Cơn Ớn Lạnh, Sốt Run Người Vầng Trán Ướt Mồ Hôi, Áo Anh Xách Vai, Quần Tôi Có Vài Mảnh Vá, Miệng Cười Buốt Giá, Chân Không Giày, Thương Nhau Tay Nắm Lấy Bàn Tay. Đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Được không ạ? Đó là bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu. Được không ạ?
bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu. Bài thơ viết về hình ảnh của những người lính trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, với một cái thời kỳ mà cực kỳ là gian khổ trong lịch sử của dân tộc. Thế nhưng ở họ chúng ta thấy được cái sự lạc quan, cái sự dí dỏm, cái sự yêu đời, cái chất lính. Chúng ta thấy được một cái tình cảm đẹp đẽ giữa hai người vốn dĩ chẳng quen nhau, đúng không ạ? À? Chẳng cùng lứa tuổi, chẳng cùng quê hương. Thế nhưng khi họ đã cùng chung lý tưởng rồi thì họ lại gọi nhau là những người đồng chí. Để chúng ta sẽ cùng xem là hình ảnh của những người lính thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp như thế nào các bạn nhé. Rồi, đây là cái tác phẩm mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu đầu tiên. Bài thơ số 2 là một bài thơ viết vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật bom rung kinh vỡ đi rồi, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất nhìn trời nhìn hằng, nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng, thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như xa như ùa vào buồng lái. Không có kính ừ thì ướt áo, mưa tuôn mưa xối như ngoài trời, chưa cần thay lái trăm cây số nữa, mưa ngừng gió lùa mau khô thôi. Nhớ không ạ? À? Những chiếc xe từ trong bom rơi đã về đây họp thành tiểu đội, gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới, bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi. Bếp hoàng cầm ta dựng giữa trời, chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy, vọng mắt trông tranh đường xe chạy, lại đi trời xanh thêm. Được không ạ? À? Và chính xác đó là bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Đây là một bài thơ mà chị cực kỳ thích. Và chị vẫn nhớ là cái năm mà chị thi học sinh giỏi cấp tỉnh hồi lớp 9 là đề của chị vào cái tác phẩm này. Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Được không ạ? Đây là bài thơ nói về những cái người lính trẻ trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Ok chưa ạ? Rồi tiếp tục nhé. Chúng ta có bài thơ số 3 là một bài thơ của nhà thơ mà lên chương trình ngữ văn lớp 11 các bạn lại tiếp tục được học một cái tác phẩm của nhà thơ này nữa. Bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của nhà thơ Huy Cận. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi. Nhớ không ạ? Hát rằng cá bạc biển đông lạnh. Các bạn ơi, các bạn có nhớ không? Nhanh chóng tác bạn bè của mình để cùng vào học với chị nhá. Chứ không chị thì như thế nào, một bạn, hai bạn chị cũng giận, chứ không nói gì tận hơn 50 bạn đang xem phần livestream này. Nhưng mà chị cũng muốn là các bạn có thể tạo cái động lực cho chị Hiên. Tạo động lực bằng cách là để chị Hiên chăm phát trực tiếp hôm với các bạn này và hướng dẫn các bạn tỉ mỉ từng cái phần kiến thức một này. Thì chị hy vọng là các em có thể tác bạn bè của mình vào, mỗi người tác giúp chị 5 đến 10 người bạn của mình ở trong lớp của mình. Thì đấy đã là một cái điều mà chị rất là vui rồi, được không ạ? Thì chị hy vọng là các bạn có thể tác bạn bè của mình vào đây này, được không ạ? Hãy nhớ rằng là tất cả những cái gì mà chị đang tặng cho các bạn, đi cùng với các bạn, dành cho các bạn thì đều là free đó, được không nào? Nên là chị rất là mong là các bạn có thể tác bạn bè của mình vào, coi như là một cái lời là chị Hiên cố lên, team chị Hiên cố lên, và bọn em sẽ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chị. Đó là cái điều mà chị cực kỳ là mong muốn, được không nào? Tác bạn bè của mình vào giúp chị nhá. Đây, chị đã thấy bắt đầu có bạn Thu bắt đầu tác bạn bè của mình vào rồi đây này. Đấy, bạn Khánh Linh nữa này. Chính xác, đó mới là những bạn mà ui, yên tâm nhá. Chị sẽ có những cái điều rất là đặc biệt dành cho những bạn mà yêu quý team chị Hiên. Rồi. Đấy, bạn Linh là bạn ấy cũng tác rồi này. Được không ạ? Các bạn cố gắng cùng với chị nhá, được không ạ? Bởi vì là cái page này thì cũng mới lập thôi. Nên là sẽ cần cái sự yêu quý và sự giúp đỡ của các bạn nhiều lắm. Được không ạ? Nào, tác bạn bè vào giúp chị nhá. Được không? Tác bạn bè và chia sẻ giúp chị nào. Rồi, ok các bạn ơi, chị vui quá. Khi mà chị nói như vậy xong mà các bạn thực hiện ngay lập tức thì chị cảm thấy rất là vui luôn. Rất cảm ơn các em. Nào, vào cùng học nào, quý lắm mới tác đấy nhá. Đúng không ạ? Nhiều bạn là kiểu muốn giấu chị Hiên đi, bảo là chị, ui, chị ơi em không chia sẻ được đâu, em sợ các bạn biết đến chị xong rồi các bạn thấy hay quá các thứ ấy. Thế chị mới bảo là ôi không như thế được em ạ. Nếu như mà em đã biết đến chị rồi mà em cảm thấy là chị ok, phù hợp với các bạn thì các em phải giới thiệu bạn bè của mình cho chị chứ, đúng không? Đó cũng là cách để em giới thiệu bạn bè của em mà, đúng không nào? Đấy, bạn Huyền Mai đã tác được rất là nhiều bạn rồi này. Ok, rồi chúng mình sẽ cùng quay trở lại cùng với chị nhá.
Đấy là cái bài thơ số 3 mà chúng mình sẽ cùng học ở trong chương trình của bạn lớp 9 cùng với chị. Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận. Thật ra ấy, khi mà các bạn học Đoàn thuyền đánh cá thì các bạn thấy rằng là cái giọng thơ của nhà thơ này rất là vui. Thế nhưng mà thực tế ấy, là trước cách mạng, tức là trước cách mạng tháng 8, tức là trước năm 1945 ấy, thì bản thân nhà thơ Huy Cận là một trong số những cái tác giả tiêu biểu của phong trào thơ mới. Đây là một cái phong trào thơ diễn ra từ năm 1932 cho tới năm 1945, với sự xuất hiện của rất nhiều những nhà thơ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại như là Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, vân vân. Và ở cái thời điểm đó ấy, thì Huy Cận là một cái nhà thơ mà người ta nói rằng là nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã tự nhận định về phong trào thơ mới như thế này: đời chúng ta nằm trong bể chữ tôi, mất bể rộng ta đi tìm bể sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta toát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phơi lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng cùng Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu, nhưng động tiên đã khép tình yêu không bền, điên cuồng rồi lại tình say đắm vẫn bơ vơ, ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. Nhà thơ Huy Cận của những năm tháng trước cách mạng tháng 8 là hình ảnh của một người nghệ sĩ mà buồn, buồn vì nhiều thứ lắm. Và ngay cả khi đứng trên chính quê hương của mình, bản thân Huy Cận còn cảm thấy là nhớ quê hương, là bởi vì biết được rằng cái hoàn cảnh của đất nước mình đang như thế nào. Và cái thời điểm đó là cái thời điểm Huy Cận giống như là bâng quâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Thế nhưng ở những năm tháng này, khi đã hòa nhập cùng với cuộc đời và khi mà đến với cái vùng biển Quảng Ninh và bắt đầu nhận được một cái luồng sinh khí mới, thì bản thân Huy Cận đã viết những cái bài thơ rất là hay, mang gì ạ? Mang cái âm điệu vui tươi rộn rã, đón chào cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời điểm lúc bấy giờ. Và nhà thơ đã viết bài thơ Đoàn thuyền đánh cá này, được không ạ? Khi nào tìm hiểu thì chị sẽ nói với các bạn sâu hơn nhé. Rồi, bài thơ thứ tư chị đã nói với các bạn ở ngay từ đầu rồi, đó chính là bài thơ Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt, được không ạ? Đây là bài thơ nói về tình bà cháu, được không ạ? Nói về tình bà cháu với những cái ký ức tuổi thơ đã trôi qua nhưng vẫn còn in đậm trong trái tim của một người cháu, một người con xa xứ, được không ạ? Rồi, tiếp theo là bài thơ, một cái bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, chính là bài thơ Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ. Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ. Em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi, em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ, mẹ giã cào mẹ nuôi bồ đồi, nhịp chảy nghiêng giấc ngủ em nghiêng. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ, một trong những cái cây viết tiêu biểu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam, và đặc biệt là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, được không ạ? Bài thơ này đối với rất nhiều bạn thì đây là một cái nỗi ám ảnh, vì các bạn ấy sợ thấy rằng bài thơ này rất là khó để học. Yên tâm, đã học với chị Hiên thì khó cũng sẽ thành dễ, được không ạ? Từ phức tạp cũng sẽ thành đơn giản, chỉ cần các bạn chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thật là sẵn sàng thôi. Ok chưa? Rồi, tiếp tục nhé. Bài thơ số 6, đó là bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Biết bài thơ này không ạ? Đọc qua chưa? Nếu chưa đọc qua thì đây sẽ là một cái bài thơ thức tỉnh chúng ta về nhiều thứ. Và quan trọng nhất đó là cái sự trân trọng quá khứ. Không được quên đi những người gì ạ? Những cái người đã có ơn với mình, những cái điều đã gắn bó với mình, và đã những cái gì ạ, những cái thứ mà đã trở thành tri kỷ với mình. Đó chính là cái lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta, được không ạ? Bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy. Ok chưa nào? Một bài thơ về tình mẫu tử mà chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu, đó là bài thơ Con Cò của nhà thơ Chế Lan Viên, được không ạ? Nếu như các bạn biết tới nhà thơ Chế Lan Viên ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là tác giả của một cái bài thơ rất là hay, mà hình như hồi tiểu học các bạn cũng đã, chắc chắn là cô giáo cũng đã từng đọc cho các bạn nghe qua rồi. Đó là bài thơ Người Đi Tìm Hình Của Nước. Có biết không ạ? Đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi, cho tôi làn sóng dưới con tàu đưa tiễn bác. Khi bờ cõi dần nuôi làn sóng khuất, bốn phía nhìn không bóng một hàng tre. Đêm xa nước đầu tiên ai lỡ ngủ, sóng vỗ dưới chân tàu đâu phải sóng quê hương. Trời từ nay chẳng xanh màu xứ sở, xa nước rồi càng hiểu nước đau thương. Các bạn có biết không ạ? Không biết thì hôm nào học về Con Cò chị sẽ nói nhá, được không ạ? Bài thơ tiếp theo là một bài thơ rất tiêu biểu của nhà thơ Thanh Hải, mang tên là Mùa Xuân Nho Nhỏ. Bài thơ này thì phổ thành bài hát rồi đấy, em có biết không? Phổ thành bài hát rồi đấy. Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc, ơi con chim chiền chiền hót chi mà vang trời. Có nhớ không ạ? Đó, đây là một cái bài thơ nói về cái sự gì ạ? Dâng hiến cuộc đời mình, đúng không ạ?
hòa cái tôi và cái ta chung đấy, được chưa? Rồi, tiếp theo, một bài thơ của nhà thơ Viễn Phương mang tên là Viếng Lăng Bác, được không ạ? Bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương: con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trên gì ạ? Có nhớ không ạ? Bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Ok chưa nào? Nói về những cái tình cảm dành cho Bác Hồ. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Được không ạ? Rồi, tiếp tục nhé. Bài thơ số 10 mà chúng ta sẽ cùng học với nhau đó chính là bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh. Đây là bài thơ chị rất là thích, được không ạ? Bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh: bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ hình như thu đã về. Được không ạ? Rồi, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. Rồi, bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh viết về cái khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu. Đối với chị thì mùa thu là cái mùa mà chị yêu nhất. Không biết là các bạn có giống chị không, nhưng mà mùa thu là mùa mà chị rất là yêu. Bởi vì cái thời tiết, bởi vì mùi hoa sữa, bởi vì rất nhiều thứ khác nữa, mà mùa thu là mùa mà chị rất là yêu. Thực sự là như vậy. Rồi, tiếp tục nhé. Chúng ta có tác phẩm tiếp theo mà cần phải học, đó chính là Nói Với Con của nhà thơ Y Phương. Nói Với Con của nhà thơ Y Phương, được không ạ? Nói Với Con của nhà thơ Y Phương. Đó, ok không nào? Đấy là những cái tác phẩm thơ Việt Nam sau năm 1945 mà chúng ta sẽ học cùng với nhau. Thêm vào đó thì chúng ta còn có một cái mảng kiến thức nữa, đó chính là kịch, được không ạ? Còn có một cái mảng nữa đó là kịch hiện đại Việt Nam. Kịch hiện đại Việt Nam sau 1945 thì chúng ta có hai cái phần văn bản chính, đó là Bắc Sơn và Tôi Và Chúng Ta. Ok chưa ạ? Ok chưa nào? Bắc Sơn và Tôi Và Chúng Ta. Ok chưa? Và thêm hai cái phần nữa đó là Nghị Luận Hiện Đại Việt Nam và Nước Ngoài, có Bàn Về Đọc Sách này, Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỷ Mới này, Tiếng Nói Của Văn Nghệ này, Chó Sói Và Cừu Trong Thơ Ngụ Ngôn Của La Fontaine này, và có những cái văn bản thực dụng như là Phong Cách Hồ Chí Minh này, Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình này, và Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em. Đó là tất cả những cái gì ở trong phần văn bản mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu trong chương trình ngữ văn lớp 9, được không ạ? Và bản thân chị thấy cái phần văn bản này chính là cái phần văn bản quan trọng nhất, được không ạ? Thì các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp chị nha, được không? Các em hết sức lưu ý giúp chị nhá. Chị sẽ ghi vào đây thêm cái này nữa: Bắc Sơn và Tôi Và Chúng Ta. Ok chưa nào? Các bạn ơi, vậy là ở trong buổi tối ngày hôm nay ấy, thì chị đã cùng với các bạn đi khái quát về tổng quan chương trình, về phần văn bản, cũng chính là cái phần quan trọng nhất mà các bạn cần phải nắm được ở trong chương trình ngữ văn lớp 9 rồi. Không biết là các bạn có câu hỏi nào muốn đặt cho chị hay không, bởi vì đây là lần đầu tiên mà chị Hiên phát trực tiếp cùng với các bạn. Có thể là đối với nhiều bạn thì chẳng biết là cái bà Hiên này bà là ai cả, cô Hiên này cô là ai cả đâu, đúng không? Nhưng mà yên tâm, trước lạ sau quen, và chị tin là các em sẽ thích chị thôi, yên tâm đi. Chị sẽ cũng sẽ cố gắng để ở bên cạnh và đồng hành cùng với các bạn, nhưng hãy tin tưởng rằng là kiểu gì các em cũng sẽ thích chị Hiên và sẽ thích team chị Hiên, được không? Những bạn nào là những bạn mà lần đầu tiên đấy xem livestream của chị Hiên không? Ở đây có những bạn nào là những bạn lần đầu tiên xem livestream của chị không? Đáng lẽ như bình thường là sẽ có mặt chị một cái góc mặt kiểu như là nhỏ nhỏ ở bên kia cơ, ở bên cái đoạn này nè. Đó, nhưng mà hôm nay bởi vì là lỗi cam nên là không có, nhưng mà lần sau sẽ có, yên tâm nhá. Được không nào? Thế thì bạn nào là những bạn mà lần đầu tiên xem livestream của chị Hiên không? Và các em có cái câu hỏi gì đặt ra cho chị không? Ok, xin chào Ánh Tuyết nhá. Thu Thảo này, Ánh Tuyết này, Quỳnh Trang này là những bạn đầu tiên xem này. Trà Giang này, Minh Nguyệt này. Ôi nhiều quá, đúng không? Yên tâm, kiểu gì cũng sẽ thích chị Hiên, đúng không ạ? Bảo Duy này, Hồng Minh này, Thu này, Như Quỳnh này, Phạm Vi này. Rồi, Thu Thảo này, Linh này. Ánh Tuyết này, Phương Nam này. Lần đầu tiên thứ ba. ok, rồi Nhi này, Thanh Thư này. Em biết chị trên TikTok à? Ok. Rồi, còn ai nữa không nhở?
Nhi này, rồi rất là nhiều bạn lần đầu tiên xem chị Hiên livestream, bảo là hôm nay bà nói gì nói nhiều thế nhở. Yên tâm nhá, chị sẽ còn nói nhiều hơn nữa đấy, được không ạ? Chị sẽ còn nói nhiều hơn nữa đấy, nên là các bạn phải gọi là cố gắng bình tĩnh để học cùng với chị, được không? Và hãy giúp cho chị Hiên có thể lan tỏa cái page học văn chị Hiên trung học cơ sở này nhiều bạn biết đến nhất nhá. Ok, xin chào các em, chị thấy các bạn hết, chị thấy hết các bạn rồi, chị thấy hết các bạn luôn. Lại niềm tin chiến thắng gì ở đây? À, nghe chị hát bài niềm tin chiến thắng cho các anh chị 2K3. Thế à, 2K2 à? À, ok ok. Ok ok. Rồi, group học văn free dành cho các bạn 2K6, em có thể nhắn tin cho admin để lấy group rồi vào group giúp chị nhá, được không nào? Các bạn thân mến, ngày hôm nay lần đầu tiên phát trực tiếp cùng với các bạn, còn rất là nhiều những cái thiếu sót, nhưng mà chị cũng mong rằng là các bạn sẽ hết sức thông cảm cho chị, để chúng mình sẽ cùng với nhau có một cái hành trình chinh phục văn chương thật là tuyệt vời. Và để thay lời kết cho phần livestream ngày hôm nay thì chị xin được đọc tặng các bạn một bài thơ rất là nổi tiếng nhưng mà cũng cực kỳ phù hợp với các em. Bài thơ được mang tên là bài thơ Con yêu mẹ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bài thơ như thế này. Và đây cũng sẽ là thay như lời kết của chị và lời cảm ơn của chị dành cho các bạn vì buổi tối ngày hôm nay các em đã dành thời gian cho chị nhé. Bài thơ Con yêu mẹ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đợi một chút cho chị bật một chút nhạc nền nhé, nhưng chị đang sợ là máy chị hết pin đó. Được rồi, bài thơ như sau. Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết là trời ở những đâu đâu, trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới. Con yêu mẹ bằng Hà Nội, để nhớ mẹ con tìm đi, từ phố này đến phố kia, con sẽ gặp ngay được mẹ. Hà Nội còn là rộng quá, các đường như nhện răng tơ, những phố này phố kia, gặp mẹ làm sao gặp hết. Con yêu mẹ bằng trường học, suốt ngày con ở đấy thôi, lúc con học, lúc con chơi là con cũng đều có mẹ. Nhưng tối con về nhà ngủ, thế là con lại xa trường, còn mẹ lại ở lại một mình, thì mẹ nhớ con lắm đấy. Tính mẹ cứ là hay nhớ, lúc nào cũng muốn bên con, nếu có cái gì cần hơn, con yêu mẹ bằng cái đó. À, mẹ ơi, có con dế, ở luôn trong bao diêm con đây, mở ra là con thấy ngay, con yêu mẹ bằng con dế. Các bạn thân mến, đây chính là một cái bài thơ rất là hay của nhà thơ nữ sĩ Xuân Quỳnh. Và đương nhiên rồi, trong quá trình học cùng với các bạn thì chị sẽ còn chia sẻ với các bạn rất rất là nhiều những bài thơ, những câu, những chuyện ngắn, những chuyện dài, những tiểu thuyết, những cái tác phẩm văn học cực kỳ hay nữa. Và chị hy vọng rằng là các em sẽ ngày càng yêu quý chị hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi buổi livestream đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của chị. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo nha. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye các bạn nhỏ của chị Hiên. Tạm biệt các em nha. Bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chị quên mất. Bye 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 bye.